Năm 2021 là một năm đầy hứa hẹn với thị trường ô tô Việt Nam khi các hãng xe có kế hoạch cho ra mắt nhiều mẫu xe mới với trang bị hiện đại, giá cả hấp dẫn. Toyota Vios 2021. Phiên bản facelift của Toyota Vios đã xuất hiện tại một số thị trường Đông Nam Á vào năm 2020 và có thể sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm 2021. Trong đó, Vios 2021 có nâng cấp lớn ở ngoại hình với cụm đèn pha thiết kế mới. Lưới tản nhiệt cũng được làm lại theo hình dáng kiểu mở rộng từ trên xuống dưới. Cụm đèn pha được tạo hình lại thiết kế sắc bén, thể thao hơn. Phần đầu xe của Vios giờ đây đã mang hơi hướng của đàn anh Camry. Tuy nhiên, hệ thống động cơ của xe dự kiến vẫn giữ nguyên như cũ với cỗ máy 1.5 lít, 4 xi lanh với công suất là 107 mã lực và mô men xoắn cực đại là 140 Nm. Đi cùng với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Toyota Vios luôn là cái tên thống trị thị trường xe Việt Nam, vốn đã nổi tiếng với động cơ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp. Thì với phiên bản nâng cấp hiện đại này, vị trí ngôi vương của Toyota Vios khó có thể mà bị lung lay. Nissan Sunny 2021. Nissan Sunny thế hệ thứ tư sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt Nam với diện mạo lột xác hoàn toàn. Thiết kế phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của Nissan với phong cách rất hiện đại và tinh tế. Đèn pha sử dụng công nghệ LED sắc bén, đèn hậu lấy cảm hứng từ Altima với đồ họa chiếu sáng boomerang. Cột xe được sơn đen tạo cảm giác trần xe lơ lửng rất thời thượng. Xe được trang bị động cơ tăng áp 1.0 lít 3 xi lanh DOHC cho công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn cực đại là 152 Nm. Mặc dù là mẫu xe thực dụng và rộng rãi, nhưng Sunny thế hệ cũ không chinh phục được người tiêu dùng Việt Nam bởi một phần thiết kế lỗi thời, bảo thủ và ít trang bị. Doanh số của Sunny tại thị trường Việt Nam năm 2020 chỉ là 793 xe, vô cùng khiêm tốn. Sunny 2021 có thể là một cú hích lớn về doanh số khi mẫu xe này có kiểu dáng vô cùng hiện đại và thể thao, mang hơi hướng concept V-Motion 2.0 của Nissan. Nissan X-Trail. Nissan X-Trail thế hệ mới lột xác hoàn toàn về thiết kế, thay đổi cả về khung gầm lẫn công nghệ tiện ích bên trong xe. Về mặt thiết kế, X-Trail thế hệ mới sở hữu diện mạo khác biệt hoàn toàn. Lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng, phần viền chữ V được mạ chrome sáng bóng nối với phần cụm đèn chính hai bên. Trong đó, phần đèn ban ngày LED được đặt ở phía trên đồng thời là cụm đèn xi nhan. Phía bên dưới là cụm đèn chính. Hàng ghế trước và hàng ghế sau đều sử dụng công nghệ Nissan Zero Gravity giúp người lái đỡ mỏi trong cả hành trình dài. Nissan X-Trail được bán tại thị trường quốc tế có động cơ i4 2.5 lít tạo ra công suất 181 mã lực và mô men xoắn 245 Nm đi kèm với hộp số vô cấp. Nissan X-Trail 2021 với nhiều thay đổi trong thiết kế và khung gầm sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam cạnh tranh với Honda CR-V và Mazda CX-5. Ford Territory 2021. Thông tin từ nhiều đại lý xe Ford cho biết, mẫu xe mới Territory dự kiến sẽ về Việt Nam trong quý 1 năm nay với mức giá được phía đại lý báo tạm tính từ dưới 700 triệu đồng. Xe có động cơ EcoBoost dung tích 1.5 lít, công suất 141 mã lực kết hợp với hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Khi về Việt Nam, nhiều khả năng Ford Territory sẽ thay thế vị trí của Ford Escape cho phân khúc xe SUV. Ford Explorer 2021. Thiết kế mới của Explorer trên phiên bản mới này có nhiều đường nét mềm mại hơn so với phiên bản trước, với cụm đèn chính có thiết kế hình thang ngược với các góc được bo tròn, nối liền với phần lưới tản nhiệt lớn, đèn hậu cũng được bầu bĩnh hơn, giao diện LED mới. Explorer giờ đây không còn mang nhiều nét tương đồng với các mẫu xe của nhà Land Rover như trước. Nếu như mẫu xe cũ từng bị phàn nàn về phần thiết kế nội thất khá thô, thì bên trong mẫu xe mới này đã được làm lại với nhiều chi tiết bo tròn hơn, vật liệu hoàn thiện cũng được trang bị cao cấp hơn. Explorer mới được thay đổi toàn bộ về phần thiết kế vô lăng, cụm đồng hồ, màn hình và cần số. Vô lăng giờ đây là loại 3 chấu có thiết kế hiện đại. Cụm đồng hồ phía sau có tỉ chọn analog kết hợp với màn hình lớn hoặc là màn hình điện tử hoàn toàn. Màn hình trung tâm là màn hình sinh 3 đặt nổi, cũng có hai tỉ chọn là loại 8 inch như mẫu cũ và loại 10.1 inch đặt dọc lạ lẫm. Phiên bản được đưa về Việt Nam trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn là bản limited. Động cơ 2.3 lít EcoBoost trên Explorer mới mạnh mẽ hơn trước cho công suất 300 mã lực và mô men xoắn lên tới 420 Nm kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Kia Telluride 2021. Trước đó, trong buổi ra mắt Kia Seltos 2020 tại khu công nghiệp Chu Lai, đại diện Thaco đã đề cập các sản phẩm SUV mới mang thương hiệu Kia tại Việt Nam, trong đó có sự xuất hiện của Kia Telluride thế hệ mới. Kia Telluride sở hữu ngoại hình khá vuông vắn và hầm hố, đầu xe vẫn là cụm lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của nhà Kia với hai nẹp chrome to bản ở vị trí trên. Xe có cấu hình 3 hàng ghế, mang lại không gian rộng rãi và đủ sức chứa tới 8 người. Xe thấy cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ lớn như là Ford Explorer. Động cơ tiêu chuẩn của Telluride là máy V6 dung tích 3.8 lít, công suất 291 mã lực và mô men xoắn 355 Nm kết hợp với hộp số 8 cấp. Mẫu xe này sở hữu nhiều công nghệ an toàn hiện đại như trên Sorento. Kia Sonet 2021. Kia Sonet 2021 đã chính thức ra mắt tại Indonesia vào tháng 11 năm 2020. Thaco cho biết sẽ mang mẫu SUV lớn nhất và nhỏ nhất của hãng này về nước trong năm nay. Về ngoại thất, Kia Sonet tại Indonesia có phần thiết kế lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, đèn pha LED hình viên ngọc quý và đèn ban ngày LED dạng hình nhịp tim. Động cơ xe là máy 1.5 lít, công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm kết hợp với hộp số CVT. Các mẫu xe của VinFast. Cuối năm 2020 đã có hé lộ về 8 bản thiết kế các mẫu xe của VinFast, khiến người tiêu dùng Việt Nam không khỏi mong chờ.
Nhiều khả năng VinFast sẽ cho ra mắt hai mẫu xe trong năm nay. Mẫu xe thứ nhất có kiểu dáng crossover hạng B là đối thủ của Kia Seltos và Hyundai Kona. Mẫu xe thứ hai nằm trong phân khúc hạng C có kích cỡ ngang với CX-5 và CR-V có hai phiên bản chạy xăng hoặc chạy điện. Rất có thể các mẫu xe mới kể trên sẽ về Việt Nam trong quý 1 này. Các bạn đang mong chờ mẫu xe nào nhất? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ mê xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có group anh em mê xe ở dưới phần mô tả để anh em có thể thảo luận về các mẫu xe mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.